Xin chào, kính chào khán giả của Đài Truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng. Thưa quý vị, ngày Chủ nhật 23 tháng 7 vừa qua, bên Cambodia có một cuộc bầu cử quốc hội. Cứ 5 năm họ bầu một lần. Và ai cũng biết trước là đảng CPP, gọi là đảng nhân dân của ông Hun Sen, thắng chắc. Và trên màn hình quý vị thấy là ngày Chủ nhật ông đi bầu. Bầu cho khó thôi, đằng nào đảng cũng thắng rồi. Bởi vì tất cả đảng đối lập bị loại hết. Và đảng của ông thắng mạnh. Nhưng mà so với cách đây 5 năm, vào năm 2018, cuộc bầu cử kỳ trước, thì đảng của ông chiếm tới 125 ghế trong tổng số 125 ghế ở Hạ viện. Thì chiếm toàn bộ luôn. Kỳ này chiếm được 120 ghế thôi. 5 ghế thuộc về đảng Phun Sipak. Nhưng mà đảng này cũng nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà cái điều ta chú ý nhất là ông sẽ đưa cái người con trai của ông là Hun Manet lên làm thủ tướng. Và điều này cũng không giấu giếm. Ông Hun Manet đã được chuẩn bị lâu nay rồi, lên làm thủ tướng. Và người ta đặt ra câu hỏi là ông Hun Manet này liệu có đem lại cái làn gió mới cho Cambodia hay không, một đất nước nghèo. Trên mình quý vị thấy là những người con và gia đình của ông Hun Sen có 5 người con. Hun Manet là con trai trả. Sinh ra thành phố Mimot ở tỉnh Công Ông Cham, giáp với Tây Ninh Việt Nam năm 1977. Sau này ông đi học và ông lên, giờ lên tới đại tướng. Ông này học bên West Point, người Cambodia đầu tiên học West Point, tốt nghiệp cử nhân West Point ra. Sau ông tốt nghiệp cao học ở New York University, rồi ông lấy bằng tiến sĩ về kinh tế ở trường đại học Princeton University bên Anh. Nói chung là phương Tây. À, thì liệu có đem lại cái làn sóng mới không, thay đổi không? Bởi vì Cambodia đó, đất nước này có khoảng 16 triệu rưỡi dân. Bây giờ đó, trước đây đó, cách đây là 10 năm, 20 năm là cái thu nhập nghèo, low income. Bây giờ được đánh giá, được ngân hàng thế giới đánh giá là middle low income. Tức là giữa low income và middle income. Tức trung lưu, chưa lên trung lưu. Và ngân hàng thế giới dự trù đến năm 2030 thì Cambodia sẽ trở thành trung lưu dưới cái triều đại của ông Hun Sen. Nhưng mà họ vẫn nghèo là bởi vì cái giàu nghèo nó lại cách biệt nhau nhiều lắm. À, thì đó là câu chuyện như vậy. Bây giờ trở lại cái chuyện là ông Hun Manet chắc chắn lên làm thủ tướng. Bởi vì cái đảng CPP đã chuẩn bị giới thiệu ông rồi. Và ông đã tạm thời ngưng cái chức bên quân đội để ông ra ứng cử làm dân biểu và rồi ông làm thủ tướng. Người ta thắc mắc là ông có đem lại được cái gì mới hay không. Thì ở đây nó có hai chuyện. Thứ nhất là về khách quan, thứ nhì là chủ quan. Về mặt khách quan đó, thì người ta nói chưa chắc. Không học ở phương Tây không có nghĩa là về anh sẽ thay đổi được. Ví dụ điển hình nhất là gì? Trường hợp ông Kim Jong-un ở Bắc Hàn. Ông này học bên Thụy Sĩ, thích bóng rổ, mê Dennis Rodman, mê Mỹ. Nhưng mà về vẫn là độc tài, không thay đổi. Thì đó là điều đầu tiên. Thành ra Hun Manet sau này mà ông có độc tài giống như ông bố ông, chúng ta không ngạc nhiên. Bởi vì dưới thời Hun Sen đó, ông nắm coi như là chính trị của Cambodia là gần 40 năm, ông làm thủ tướng lâu nhất thế giới bây giờ. Hồi đó ông lên làm thủ tướng trẻ nhất thế giới luôn. Bây giờ năm nay ông 70 tuổi. Ông loại hết các cái đảng đối lập ra. Bắt hết những cơ quan truyền thông mà độc lập là dẹp tiệm hết, coi như giống như một chế độ độc tài. Đó. Thì trở lại ông Hun Manet, chưa chắc ông thay đổi. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nó còn tùy cái cơ chế của cái nhà nước đó. Ví dụ như trường hợp Kim Jong-un, có thể ông có đầu óc cấp tiến, nhưng mà khi đi vô cái hệ thống, cái cơ chế của nhà nước Bắc Hàn, ông không thoát ra được. Nó còn nhiều người khác ở trong đó nữa, không cho anh thay đổi. Và thậm chí có thể ông Kim Jong-un chỉ là một nhân vật gọi là bù nhìn thôi. Cái người thật sự nắm quyền có thể là bên trong, chúng ta không biết. Nhưng cái cơ chế này được thiết lập lâu đời như ở Bắc Hàn là mấy chục năm ở bên Cambodia cũng vậy, bên Việt Nam cũng vậy. Nó có những quyền lợi của những cái nhóm quyền lợi thao túng, chứ vì không thể nào chấp nhận anh đổi cơ chế. Anh đổi cơ chế tôi mất mấy ngàn, thành ra khó lắm.
rất khó. Đó là cái thứ nhất mình nói trong cái chuyện gọi là khách quan. Rồi bây giờ trường hợp ông Hun Sen, khi mà ông đưa người con trai lên á, ông đâu có buồn đâu. Ông vẫn tiếp tục làm chủ tịch đảng CPP. Hôm nọ đó thì ông tính là hôm qua ông làm chủ tịch thượng viện. Thế là ông muốn ngồi đâu cũng được đó. Thậm chí muốn hất ông vua đi, ông lên làm vua cũng được, mà ông không thích thôi. Quyền lực ông trong tay ông quá mạnh, gần như tuyệt đối Cambodia. Hôm trước là ông định làm chủ tịch thượng viện. Thì anh chủ tịch thượng viện đó, anh có quyền gì quý vị biết không? Khi mà nhà vua vắng mặt đó là tôi là quyền quốc trưởng. Lúc đó bổ nhiệm ai cũng được hết. Mà vua của Cambodia cứ đi Trung Quốc chữa bệnh hoài. Vua đâu có làm gì đâu. Ăn chơi nhiều quá, nhiều cái bệnh hoạn thì mình biết. Cứ đi chữa bệnh hoài mỗi mà về nguyên tắc anh ra khỏi đất nước là anh chủ tịch hạ viện lên làm quyền quốc trưởng. Đó. Nhưng mà cuối cùng không chọn cái đó. Ông chọn vẫn tiếp tục làm chủ tịch đảng CPP. Thì cái đảng CPP này đó, khi mà ông làm đó, ông dàn xếp hết là ông có quyền. Bởi vì bây giờ đảng này nắm quốc hội mà. Nắm quốc hội, nắm tới 120 ghế của quốc hội, của Hạ viện. Thành ra ông chủ tịch đảng có cái quyền là chọn ai và không chọn ai ra vô trong chính quyền. Thấy chưa? Hôm nọ đó là ông định đưa cả người con thứ hai lên, nhưng ông bị các cái cánh khác nó chống. Ví dụ ông Ti Banh, bộ trưởng quốc phòng, chống bảo hề. Con anh lên hết đâu có được, phải con tôi chứ. Rồi các bộ trưởng khác nữa. Thì cuối cùng ông đạt cái thỏa thuận là tất cả các bộ trưởng trong nội các của Cambodia bây giờ mà về hưu đã nghỉ thì con của các bộ trưởng lên thế. Giống như ông bây giờ tôi là thủ tướng, tôi lui lại thì con tôi lên thế. Nghĩa là đâu còn nó quỵ thế mà cơ chế như vậy. Thì làm sao Hun Manet có thể thay đổi được. Thấy chưa? Tức là những cái các cái gia đình đó, các ông bộ trưởng lên, con mình lên thế, các ông lui về. Thậm chí những người mà trước đây chiến đấu cùng với ông Hun Sen giờ chết là con cái họ cũng được cơ cấu ở trong những chức vụ quan trọng ở trong nội các của Cambodia luôn, để cho đè về hết. Thì trong tình trạng như vậy ông Hun Manet rất khó để mà điều khiển cái chính phủ đó. Mà thủ tướng mà điều khiển chính phủ này. Thành ra ông Hun Sen vẫn còn ngồi ở đó với vai trò chủ tịch đảng. Ông sẽ kiểm soát hết, mặc dù không còn làm thủ tướng nữa. Nó, thấy giờ có thể không? Tức là ông đưa đứa con trai ra để huấn luyện, nhưng mà tôi vẫn ngồi đây. Anh vẫn còn đây nha. À, anh nào lãng quạng là tôi xử liền. Và ông còn đổi luật nữa là Hạ viện của Cambodia không có quyền chất vấn ông và không có quyền điều tra ông luôn. Ông quyền anh đến như thế. Nhưng vấn đề đặt ra là gì? Ông sẽ không phải sống đời mãi mãi. Ông sẽ có lúc nào ông yếu, ông chết đi, năm nay 70 rồi. Câu hỏi đặt ra là bao giờ thì ông thực sự trao quyền cho người con trai? Nhiều nhà quan sát dự đoán là có thể một năm sau, có thể bao năm. Nhưng mà bao lâu không được biết. Nhưng mà ông phải tập luyện cho ông Manet trưởng thành và chín chắn trong vòng 5 năm tới. Để năm 2028, khi mà bầu cử quốc hội trở lại, thì người con trai của ông lại tiếp tục làm thủ tướng nữa. Thấy chưa? Vấn đề là trong 5 năm tới thì ông chuyển giao như thế nào? Nhiều hay ít? Cho nó nhiều quá, nhiều khi đi ra ngoài. Cho nó ít quá, nhiều khi nó không kịp trưởng thành. Là do ông Hun Sen ông điều tiết. Thấy chưa? Và cái này nó không ẩn ý gì nữa. Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi nói về câu chuyện ông Hun Sen, thủ tướng Cambodia, chuyển quyền cho người con lên làm thủ tướng. Và người con trai của ông là cái người mà được học ở bên phương Tây. Liệu Cambodia có cửa thay đổi hay không?
và nhìn cái nước láng giềng kế bên Việt Nam và như Bắc Hàn thì ta thấy như thế nào? Cambodia có thể thay đổi nhưng bao lâu chúng ta chưa biết. Còn so sánh với Việt Nam thì khó có cửa lắm. Vậy trở lại với ông Hun Manet, cho đến giờ phút này ông vẫn chưa lộ cho biết là cái đường hướng và quan điểm ông như nào. Cho đến giờ phút này ông vẫn nói chuyện giống như bố của ông, tức là vẫn bảo thủ, vẫn là cứng áp, vẫn là đàn áp những thành phần đối lập, không có gì thay đổi. Đó là ý ông bố muốn. Nhưng mà đến một lúc nào đó, ông bố khi mà ông thấy thằng con ông đủ lông đủ cánh là bắt đầu ông mới chuyển giao hành quyền hành cho nó. Và có thể một lúc nào đó ông sẽ nó chết chứ, đâu có sống hoài đâu. Ông không màng gì tới anh chị đâu, con mình đủ lông đủ cánh là để cho nó làm. Năm nay ông Hun Manet khoảng 45 tuổi, 5 năm nữa là 50 tuổi là chín chắn lắm rồi. Và ông có thể ở, nếu mà mọi chuyện tốt đẹp thì có thể cai trị Cambodia thêm nữa là 20 năm nữa, tới 70 tuổi. Quý vị thấy không? Cộng 5 năm là 25 năm, nữa. Ông bố là 38 năm rồi, ông con 30 năm là chuyện bình thường. Và đối với người dân Cambodia đó, thì giờ họ không còn cách lựa chọn nào hết. Tất cả các đảng đối lập bị loại hết rồi, bắt buộc họ phải bầu cho cái đảng CPP của gia đình Hun Sen. Họ hy vọng một ngày nào đó ông Hun Manet thay đổi. Thì thưa quý vị, chỉ có khi nào mà ông Hun Sen thật sự ra đi, lúc đó chúng ta mới biết là ông Hun Manet có thay đổi không, hay là ông lại bị cái cơ chế nó kềm chế ông lại. Thì cái này dính dáng đến yếu tố bên ngoài. Hiện nay Trung Quốc là cái nước mà chính bảo trợ cho Cambodia về các mặt đầu tư và an ninh các thứ. Từ xưa tới giờ chứ bây giờ. Năm 79 khi mà Việt Nam giúp Cambodia đánh Khmer Đỏ ra, mà giờ Cambodia cũng đâu coi Việt Nam là cái nước quan trọng, nó vẫn coi Trung Quốc là nước quan trọng. Trung Quốc đầu tư rất nhiều dự án hạ tầng cơ sở cho Cambodia, thậm chí họ đang xây căn cứ RIM ở trong vịnh Thái Lan mà gần với đảo Phú Quốc, làm cho nhiều người rất lo ngại. Mỹ cũng lo ngại nó có thể mai mốt tàu Trung Quốc đi vào đó, là án ngữ vùng đó là rất căng chứ phải không. Thì cái chuyện mà Trung Quốc sẽ bảo kê Cambodia một thời gian dài mà ông Hun Sen ông chọn cái đó, trong khi đó bên Việt Nam, thưa quý vị, biết bao giờ Việt Nam mới có được một tổng bí thư, một người mà thật sự có quyền giống như ông Hun Manet. Mà nếu giả sử như có được các học vấn giống như ông Hun Manet ở nước ngoài, có thể khó lắm. Ông con Nguyễn Tấn Dũng học bên George Washington University mà. Con ông Phúc cũng học ở nước ở bên Mỹ. Con ông Tô Lâm, con ông Vương Đình Huệ, các ông là đều có con học bên Mỹ. Nhưng mà như tôi nói đó, cái ý tưởng bên Mỹ chưa chắc nó thay đổi được, nhưng phải đợi lúc nào đó nó có quyền thật sự có thể nó thay đổi đất nước. Tôi nói ví dụ một ngày nào đó tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là người quyền lực nhất gì, mà quyền lực đây là phải quyền lực là toàn diện đó. Như ông Trọng bây giờ là muốn gì được đó. Mà nếu cái người đó có tư tưởng cải tổ đó thì mới thay đổi được cơ chế đó, thì đất nước nó đi lên. Còn hiện nay cơ chế Đảng Cộng sản nó không thể nào được, nó vẫn phải bảo vệ cái đảng đó. Bởi nó có những quyền lợi trong đó, như tôi nói này, quyền lợi mấy đời họ không muốn thay đổi, không muốn thay đổi cơ chế. Nhưng mà ngay cả Việt Nam mà có cái người đó chăng nữa muốn thay đổi cơ chế cũng chỉ chắc bởi Trung Quốc kế bên. Cái khác giữa Việt Nam và Cambodia là chỗ đó, Cambodia nó không giáp Trung Quốc, Việt Nam giáp Trung Quốc. Việt Nam mà thay đổi cơ chế một cái là có thể bị Trung Quốc đập liền. Trung Quốc, Cambodia có thể thay đổi cơ chế được. Nếu một ngày nào đó Hun Sen không còn nữa, mà Hun Manet là thật sự ông giữ được, ông ém được những quan điểm của ông, giấu đi cho đến khi ông có quyền thật sự giống như bố ông bây giờ, ông có thể thay đổi cơ chế được. Lúc đó dễ thôi, không chơi Trung Quốc, tôi quay qua tôi chơi với Mỹ, giống như Philippines bây giờ. Thì quý vị thấy Philippines và Cambodia nó không giáp Trung Quốc, nó không bị đe dọa, nó có thể làm được điều đó. Việt Nam là khó cửa lắm, gần như là không có cửa. Bởi vì Việt Nam nằm giáp với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ không để cho Việt Nam làm cái chuyện đó. Thì qua cuộc bầu cử của ông
của đảng CPP bên Cambodia nhìn thấy rõ cái chuyện đó. Tức là ông Hun Sen thì ông vẫn nắm quyền thực sự, đưa người con lên đang huấn luyện này. Mà người này là học, tôi xin nhắc lại quý vị nhé, cử nhân là West Point. Cao học là New York University, là hai trường đế quốc. Trường gọi là quân sự đế quốc, một trường là của đế quốc. Và Princeton University lấy bằng tiến sĩ là của hoàng gia, của bọn, nghĩa là vua chúa quan lại. Thế độc tài mà gửi con đi học chỗ ngon không à? Học toàn là đế quốc với lại vua chúa quan lại không? Của cái bọn mà gọi là ăn trên ngồi chốc, gọi là bóc lột dân ta, đại khái vậy. Về phía Việt Nam họ không thích cái này đâu, nhưng mà họ phải chấp nhận. Là bởi vì nếu mà một cái người khác lên, một triều đại khác lên, chưa chắc Cambodia nó ổn định. Mặc dù Cambodia giờ theo Trung Quốc, Việt Nam không hài lòng đâu, nhưng mà ít nhất nó ok cho đến giờ phút này. Chừng nào Cambodia đừng có đe dọa Việt Nam. Tại vì nếu bây giờ mà gia đình ông Hun Sen, bố con Hun Sen mà bị lật đổ, tình hình Cambodia nó còn loạn, nó còn ảnh hưởng Việt Nam, thì Việt Nam có thể ngấp bò cái chuyện này luôn. Nhưng mà sẽ có thể một ngày nào đó nó thay đổi. Nếu ông Humanet mà ông thay đổi, ông vượt qua được cơ chế của đảng CPP, ông có thể thay đổi nước Cambodia, làm cho người dân ta có dân chủ hơn, người ta có tự do hơn, kinh tế phát triển hơn, thì lúc đó chúng ta mới thấy. Còn bây giờ nó chưa. Thành ra thưa quý vị, cái chuyện mà ông Hun Sen ông để người con lên, bây giờ người ta theo dõi nó còn một thời gian 5 năm, sẽ bao giờ thật sự cho quyền con trai của ông, cho quyền quyền tuyệt đối nhé. Chứ còn mà chưa tuyệt đối thì cũng không làm được. Nhưng mà người ta bảo bắt buộc 5 năm tới phải đẩy, tức là phải cho người con có cái quyền gần như tuyệt đối, thì người con trai nó mới dùng cái quyền của mình làm một số việc, mới làm cho mình mạnh hơn, mới ra tái cử, mới thắng tiếp. Và như thế cứ vậy mà làm thêm 4 nhiệm kỳ nữa như chơi đó. Thì câu chuyện Cambodia tại sao ngày hôm nay tôi mang đến là bởi vì nó ít nhiều ảnh hưởng tới Việt Nam. Nó không ảnh hưởng trực tiếp mà sẽ ảnh hưởng gián tiếp. Và trong những tháng ngày tới, trong năm tới chúng ta sẽ thấy. Mà không loại trừ cái chuyện ông Hun Sen có thể chết bất đắc kỳ tử. Lúc đó không biết ông Humanet còn trụ nổi hay không. Hoặc ông Humanet trụ nhưng mà ông có thay đổi không. Đó là chỉ ông trong đầu biết thôi, còn bây giờ chưa thấy gì cả. Và cũng có thể ông không thay đổi luôn, vấn đề giữ cơ chế tôi ngon hơn việc thì tôi phải thay đổi. Thay đổi tôi được cái gì? Dân giàu mà nhiều khi nó nguy hiểm cho tôi. Đó là cũng là cái mà chúng ta để ý. Và đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những ngày sau.